xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình là like một cái đề tài, mình thấy có một cái người chủ kênh gọi tên là Sơn Tùng, chủ kênh của Việt Nam Thịnh Vượng. Và cái Sơn Tùng này có cái sự gọi là ảo tưởng về chính trị, cho nên đòi thành lập một cái đảng gọi là đảng vì Việt Nam thịnh vượng. Thì anh chị em các bạn thấy vấn đề mà dân chủ đa nguyên đa đảng nó không phải là theo cái kiểu là mở kênh YouTube để câu view câu like rồi tạo ra sức mạnh, rồi tạo ra sức mạnh trong cái tiếng nói trong quần chúng nhân dân, rồi để rằng mà nó gọi là manipulate. Anh chị em các bạn, manipulate có nghĩa là để làm cho những người khác họ tin vào cái chính trị mà mình ảo tưởng. Như cái bạn Sơn Tùng, cái bạn Sơn Tùng này, khi mà tôi xem cái YouTube của cái người này, tôi thấy người này rất là ảo tưởng về sức mạnh, ảo tưởng về vấn đề mà chính trị. Ở bên đất Mỹ các bạn biết nó có rất nhiều đảng phái của nó có đảng xanh, rồi đảng độc lập, rồi independent, đảng green, rồi tea party, và rồi đào đảng dân chủ, rồi đào đảng cộng hòa. Nhưng mà các bạn biết những người mà người ta lập đảng có hình thức chính trị đó, họ rất là hiểu sâu về vấn đề chuyên môn, và họ phải làm gì cho nó chuẩn mực, chứ không phải mà cái kiểu mà lên mạng rồi câu view câu like rồi ảo tưởng sức mạnh chính trị như Sơn Tùng mở kênh đảng gì dân gì đó, tôi bên tên người ta. Các bạn thấy nó rất là mơ hồ, nó sẽ đẩy những cái người như vậy, khi mà họ ảo tưởng chính trị đó, thì các thế lực mà xuyên tạc chống phá đất nước ở ngoài, tụi nó sẽ lợi dụng và nó sẽ kích động những người này. Rồi ngựa non háo đá mà, tưởng đâu là ta đây lên mạng có kênh rồi mở câu view câu like như Sơn Tùng, cái kênh nãy mơ quên mất tiêu rồi, đảng vì dân thịnh vượng. Các bạn thấy rất là mơ hồ. Chính trị đâu phải là đơn giản đâu anh chị các bạn. Tôi nói anh chị các bạn, nói chính trị đã khó, đi làm chính trị nó càng khó hơn, bởi vì nó đòi hỏi những người họ có tầm nhìn chiến lược, chứ đâu phải mình lên mạng rồi cái mở kênh rồi bắt đầu cái ghép đầu ghép khúc này mở khúc kia rồi câu vô khúc nọ rồi bắt đầu ảo tưởng cái sức mạnh quyền lực về chính trị, nó vô cùng nguy hiểm. Đó là những người mà hiện nay tôi thấy ở trên không gian mạng, đại đa số những người Việt mình họ không hiểu. Họ nghĩ rằng yêu nước là phải đi làm chính trị, nói chính trị theo kiểu mà mơ hồ ảo tưởng như vậy. Ngay cả các bạn thấy những thành phần chống cộng ở hải ngoại không? Tụi nó thành lập không biết bao nhiêu đảng mà toàn là đảng bá dơ không à. Ở hải ngoại Việt Tân rồi những cái đảng phái độc lập của tụi nó, chèn ơi, nó chia năm xẻ bảy, rồi cuối cùng thì cũng vì tiền, rồi đấu đá nhau, lợi dụng nhau, rồi lừa đảo, cuối cùng nó đi vào cái sự gọi là bế tắc. Mấy chục năm nay các bạn thấy tụi Việt Tân rồi những cái thành phần tự xưng tự phong chính trị ở hải ngoại, các bạn thấy ngay cả thằng Trương Quốc Huy nhìn về cái cách nó chia sẻ, nó lên mạng nó toàn là dùng những cái văn tục và chửi thề đủ ụ đế éo rồi điệt rồi đủ thứ những cái văn hóa ngôn từ đó. Cho nên để mình chia sẻ để anh chị em các bạn cẩn thận, tôi lên đây cũng không phải là đi nói chính trị hay làm chính trị gì, bởi vì tôi yêu cái quê hương đất nước Việt Nam này một cách vô điều kiện. Tôi thấy những người anh hùng dân tộc họ hy sinh rất là vĩ đại, cái sự hy sinh của họ vô cùng sáng ngời, khiến cho tôi cảm thấy khâm phục. Cho nên không thể phanh tay ngồi nhìn thấy tụi nó xuyên tạc chống phá đất nước, cho nên góp tiếng nói của mình thôi. Cái tôi phục
chẳng là cái gì đâu anh chị các bạn. Tôi nói thật á, tôi chỉ là một con người nhỏ bé và chỉ góp một phần tiếng nói của mình thôi. Chỉ mong rằng bà con trong nước, những người yêu nước chân chính, đừng có sụp bẫy những cái hội nhóm tự phát, những cái mà đảng phái tự phát, toàn là những thành phần bá dơ không à. Ngay cả cái người mà cái tên mà Sơn Tùng này, có cái kênh là đảng gì dân thịnh vượng gì đó, tôi thấy các bạn thấy nó nói toàn là mơ hồ không, còn là không có cái gì để rồi là chứng minh cho cái đường lối chính trị nó như thế nào rõ ràng cả. Chị đâu phải kiểu như vậy. Các bạn không thấy những người lãnh đạo Việt Nam, người ta có một cái hệ thống làm việc rõ ràng đâu qua đó, chính sách ngoại giao đối nội và đối ngoại để làm sao cho nó hòa. Đảng phái đâu phải là lên mạng rồi tụ họp được một số view rồi bắt đầu quay qua xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam rồi tự cho mình ra thành lập đảng. Cái đó là tào lao. Cho nên tôi rất mong là yêu cầu cơ quan an ninh Việt Nam cần phải có những cái hành động đối với những người mà họ mơ hồ như thế này, để ngăn chặn lại những cái sự mà ảo tưởng của họ. Cái thời đại công nghệ 5.0 này, còn người ta sống rất rất là ảo tưởng, chứ không phải như những cái thập niên mà khi mà công nghệ cao, nó chưa có công nghệ mà gọi là internet, nó chưa có mạnh như hôm nay. Các bạn biết hồi xưa mình sống gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với lại xóm làng xóm giềng. Các bạn nghĩ đi, ngày xưa khi mà mình chỉ có cái truyền hình TV thường thôi, bà con xóm làng xóm giềng chiều tụ tập tụ họp lại chơi vui đùa gần gũi với nhau, gia đình cũng vậy. Các bạn thấy khi mà buổi chiều mà chương trình truyền hình mà có bắt đầu 7 giờ là ôi cả xóm làng nhà ai mà có tivi bắt đầu tụ họp lại ngồi nghe rồi uống nước trà đàm trò chuyện đồ, nó rất là thân thiện. Và con người ta họ đối mặt với nhau đó thì họ hành xử và rất là nhân văn và thực tế. Còn ngày hôm nay trên không gian mạng, anh chị các bạn biết con người ta nó khủng khiếp lắm. Họ máy móc một cách nó giống như cái người máy robot. Các bạn người khác họ điều khiển làm sao thì nói y như vậy đó. Hay là nói giống như con két, nguy hiểm lắm. Cho nên trên mạng này chúng ta cẩn thận các bạn. Có nhiều người lên trên mạng này tự xưng như cái Sơn Tùng, như cái người mà tên có cái tên là Sơn Tùng, cái kênh YouTube mà vì Việt Nam thịnh vượng đó, rồi giờ đòi lập đảng nữa. Tôi thấy chàng đẹp ơi, hết sức là tào lao. Nghe tôi nói nghề ngẫm, công ăn việc làm, kiến thức trình độ, không biết cái Sơn Tùng này có học vấn cỡ đó nào chưa, có bằng cấp hay là học vị như thế nào chưa, và hiểu về được đào tạo trong vấn đề mà sự hiểu biết rõ ràng, chỉ lên mạng dùng những cái sự mà gọi là ảo tưởng, sức mạnh câu view câu like của mình để tạo được cái kênh, có được cái đồng tiền quảng cáo, rồi bắt đầu ảo tưởng chính trị, lập rồi bây giờ muốn lập ra một cái đảng gọi là đảng Việt Nam vì dân thịnh vượng, rất là tào lao và mơ hồ. Mỹ nó có biết bao nhiêu đảng mà tụi nó đại diện cho những cái nhóm lợi ích nhóm của nó, và nó chỉ đấu tranh cho những cái quyền lợi riêng tư của những cái nhóm lợi ích đó thôi. Ngay cả các bạn thấy vấn đề mà đa đảng dân chủ của tụi Mỹ và phương Tây bây giờ nó đã lộ ra hết cái bộ mặt của nó. Hồi xưa tôi tranh thủ chia sẻ về những cái sự giả dối của nó, rất là nhiều người chửi tôi tại sao mà ở Mỹ lại nói xấu Mỹ, nhưng mà nó là sự thật. Bây giờ các bạn thấy sao cái cuộc thế giới bị khủng hoảng về vấn đề Covid và cuộc chiến Nga Ukraine, nó đã lột trần hết bộ mặt sự thật của một cái chủ nghĩa tư bản
đa nguyên đa đảng và tam quyền phân lập với cái sự mị dân mà dân chủ của nó rất là thối nát. Chào quý ông bà anh chị các bạn trong diễn đàn. Cho nên Lợi Minh chia sẻ cái live hôm nay để các, đến các anh chị em các bạn cũng như bà con người Việt trong nước hết sức cẩn thận cái không gian mạng này. Mình phải chọn lọc, mình phải cân nhắc, chứ không phải cái gì cũng có thể là tin hết. YouTube chàng ơi, cái thằng Google nó kiếm, tôi nói với các bạn, nó kiếm hàng nghìn tỷ đô la chứ không phải là ít đâu. Cái thằng Google nó là một cái nhóm tài phiệt rất là khủng khiếp, cho nên nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó kéo những cái người mà ảo tưởng về chính trị, ảo tưởng về kinh tế, rồi ảo tưởng về cuộc sống, ảo tưởng về gia đình và mọi mặt trong xã hội, là nó gom tụ vào trong cái YouTube ngày hôm nay. Các bạn biết nó làm cho con người ta bị mê hoặc khủng khiếp lắm, nó rất là ghê gớm rồi khủng khiếp, chứ không phải đơn giản đâu. Không phải lên YouTube cái nghe thằng Trương Quốc Huy, cái thằng khùng điên dở hơi đó lên đó nào là nói chuyện mà không có cái bằng chứng, một cái gì mà những chuyên gia chính trị hay kinh tế người ta đưa ra mà người ta phân tích cả. Còn nó là cái dân mà gọi là đầu đường xó chợ, nó lên đó các bạn thấy nó chia sẻ những cái thứ gọi là không có ra gì hết. Ngay cả thằng Lý Sà Phạm và những cái tổ chức diệt tân đồ, các bạn thấy có đứa nào ra hồn dí gì đâu. Mấy chục năm nay các bạn nghĩ thì tụi nó chống phá Việt Nam mấy chục năm nay. Ngay cả tụi diệt tân nó thành lập cái đảng phái của nó từ khi mà cái đất nước thống nhất lần, chứ đâu phải mới đây đâu anh chị các bạn. Đó. Hoàng Cơ Minh thành lập, các bạn biết nó giết những người nào mà không đi theo đường lối chủ trương của nó, và nó thủ tiêu ghê gớm không, nó lừa đảo. Sau này những người mà bà con mà người kiều bào ở hải ngoại người ta sống, người ta mới té ngửa ra. Chứ có thằng nào bên ngoài thì các bạn thấy tụi nó chỉ có là lý luận thôi, lý luận cùi, mà trong cái tiếng Anh nó rất là hay, nó dùng cái mô hình gọi là manipulate, có nghĩa là nó làm cho các bạn mê muội, các bạn tưởng đâu là thật nhưng mà nó không phải là thật, tất cả đều sự giả dối, nó giả dối trong thủ đoạn ghê gớm lắm. Cho nên mấy chục năm nay các nó chống nó quyên góp, rồi nó ăn chia, rồi nó lừa đảo mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại. Cho nên dần đây thì đất nước mình phát triển, thay đổi và đổi mới, các bạn thấy nhiều bà con kiều bào nhà nước Việt Nam tạo cơ hội cho họ để họ trở về với quê hương, họ nhìn thấy những cái sự thật và nó không phải là như vậy. Các bạn thấy những người của chế độ cũ họ từng chống cộng rất là cực đoan và khét tiếng, như ông Nguyễn Ngọc Lập, các bạn thấy không, ngày xưa là ông chửi cộng sản coi như là không còn bờ bến đâu. Cuối cùng khi ông về đến quê hương, ông phải quỳ xuống và ông khóc, ông phải tạ tội với lại dân tộc, ông phải tạ tội với lại quê hương, với tổ quốc. Các bạn thấy không, họ nhìn thấy họ đã bị lừa, những người mà của chế độ cũ, khi mà họ nhìn thấy được sự thật rồi họ mới hối tiếc. Tất cả những gì họ làm nó chỉ là sự lừa đảo của những cái bọn chống cộng ở hải ngoại thôi. Tụi nó thủ đoạn ghê lắm các bạn, nên nhớ tại cái kinh nghiệm của tôi, sao tôi sống với tụi nó mấy chục năm tôi biết. Các bạn khi mà tin tức của tôi, cá nhân tôi bị lộ, tụi nó kéo đến nhà nó biểu tình, nó làm ghê gớm lắm. Các bạn thấy nó làm thứ điều mà nó ăn tươi nuốt sống, thứ điều mà nó giết mình được là nó làm ngay chứ, ghê gớm. Các bạn thấy như cái vụ án của anh Trần Trường đó, ngay đó những cái sự việc ảnh cũng bức xúc tụi nó. Ảnh là con cháu gia đình của chế độ cũ đấy, ảnh qua Mỹ theo cái diện mà bảo lãnh di cư, theo cái diện mà gọi là thân nhân người thân của chế độ cũ đó. Anh Trần Trường, ảnh thấy cái tụi chống cộng ở bên hải ngoại nó lừa đảo, nó bịp bợm ngay trong vùng đất
Bosa Lý Đồ Sài Gòn, Tiểu Sài Gòn anh chị các bạn. Ảnh treo cờ đỏ sao vàng và hình Bác Hồ lên. Tụi nó chống phá và đập tiệm của ảnh. Và nó đập ảnh. Nó biểu tình suốt 50 ngày đêm. Các bạn thấy khủng khiếp không? Nó không cho ảnh con đường sống luôn. Rồi cuối cùng ảnh phải bán hết tài sản, phải về Việt Nam. Về Việt Nam nhưng mà ảnh không gặp cái thời thế những cái giai đoạn đó. Cho nên ảnh quay lại trở lại Mỹ. Các bạn biết ảnh quay trở lại Mỹ. Ảnh chết rồi, ảnh chết đâu năm hơn năm rồi. Ảnh trở lại Mỹ mà tụi nó đâu có tha cho ảnh đâu. Nó bắt ảnh quỳ xuống, tôi còn cái bài đó. Tôi còn cái đoạn video đó. Nó bắt ảnh phải quỳ xuống xin lỗi, nó mới cho ảnh sống trong cái cộng đồng của nó. Nó tàn nhẫn lắm, tôi nói chị các bạn. Mấy cái lũ chống cộng ở ngoài, nó chẳng yêu dân thương nước, còn mấy cái đám mà lôi trôi lóc nhóc như con dồi, như cái thằng Sơn Tùng các bạn thấy. Nó có cái kênh là Vì Việt Nam Thịnh Vượng đó. Thằng này nó tào lao, nó ảo tưởng về chính trị trên không gian mạng này rất 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 là nhiều. Họ nghĩ lên đây là họ sẽ làm chính trị hay cái gì đó ghê gớm lắm, nhưng các bạn nên nhớ rằng nó đâu phải đơn giản như vậy chị các bạn. Chính khi nói đến chính trị mình phải nói đến tính cách chuyên môn và những cái chính sách đối ngoại và đối ngoại và đối nội của những người lãnh đạo ở trung ương, người ta làm sao cho nó khéo léo. Các bạn thấy trình độ học vấn và ngoại giao người ta tầm vóc quốc tế, chứ đâu phải là cái kiểu như lên mạng mở kênh YouTube rồi TikTok rồi bắt đầu tạo được một cái số, tụ họp được một cái số đông người là bắt đầu xếp vào khu dân cư xuyên tạc chống phá đất nước. Cái đó là ảo tưởng sức mạnh, đừng bao giờ tin tưởng những điều đó. Với kinh nghiệm sống của tôi nói anh chị các bạn, tôi chia sẻ trên không gian mạng, tôi không có kênh. Có nhiều người hiểu lầm, tôi nghĩ là tôi lên đây sống nhờ vào kênh, lên đây là để 50 km/h, tôi lòng giảm tốc độ để câu view câu like, không bao giờ đâu. Các bạn thấy like của tôi vài ba người, tôi vẫn chia sẻ, tại vì tôi không phải chia sẻ cho tôi chỉ chia sẻ làm sao tiếng nói của tôi đến với bà con đồng bào ruột thịt ở quê hương, ở hải ngoại, để họ thấy được cái sự dạo xảo trá và biệt bợm. Có nhiều lúc tôi còn không tiếc về cái sinh mạng của tôi đương đầu với cái tụi chống cộng ở hải ngoại, nó gian chung lắm chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Ngày xưa là nó cứ tìm cách nó giết tôi hoài không được, chứ không thôi là cũng, mà ông trời ông cũng thương tôi lắm. Cái số tôi lớn lắm anh chị các bạn. Có nhiều khi nói thì tại vì tôi yêu đất nước này, tôi nhìn thấy những cái tinh thần yêu tổ quốc, mà những cái ngày xưa tại sao mà những cái người mà chiến sĩ bộ đội họ xả thân vì tổ quốc, họ sẵn sàng, họ biết họ sẽ chết nhưng mà họ vẫn hiên ngang chiến đấu để làm sao giành lại độc lập cho đất nước. Phải nói là quá ư là tuyệt vời. Các bạn thấy anh Nguyễn Thái Bình qua Mỹ sống, học tập, làm việc, nhưng mà không bao giờ bị cái chủ nghĩa đế quốc, những cái thứ bơ thừa chữa cặn nó làm cho anh chối bỏ quê hương. Anh vẫn đấu tranh ngay tại trên đất Mỹ, và cuối cùng tụi CIA nó giết anh trên chuyến đi về Việt Nam. Các bạn thấy những cái tinh thần yêu nước sáng ngời vẫn còn đó. Cho nên ngày hôm nay anh em chúng ta lên trên mạng của mình, đừng có chủ nghĩa cá nhân. Khi mà các bạn đi theo chủ nghĩa cá nhân, những cái tụi chống cộng nó sẽ lôi kéo anh chị các bạn theo, nó lôi kéo, nó mị dân, nó lôi vào trong đó, nó xuyên tạc đất nước đấy. Rồi nó kêu những cái người này người nọ ở ngoài hải ngoại đó, tại vì nó thấy khi các bạn mà bắt đầu xuyên tạc chống phá Việt Nam đó, thì nó kêu gọi mấy cái nhóm tổ chức của nó dựng lên những cái nick ảo để đặng mà nó đăng ký kênh
Đó, rồi khi cái kênh của bạn mạnh lên thì bắt đầu đi nó trục nó làm cho cái người chủ kênh mê muội, bắt đầu ảo tưởng chính trị như cái thằng Sơn Tùng. Các bạn thấy chèn đất ơi, nhìn cái mặt nó ngáo đờ với mày mà nó đòi ra lập đảng Việt Nam thịnh vượng gì đó, vì Việt Nam thịnh vượng, tào lao mà chính trị. Cái kiểu đó là chính trị nữa, mù mờ chính trị bá dơ. Cái vấn đề tinh thần dân chủ tự do nó cũng nằm trong cái khuôn khổ pháp luật, chứ đâu phải tự nhiên anh muốn lập đảng lập ấy đâu. Tôi nói gì các bạn, nói mà lập đảng bên Mỹ nha, nó cũng phải xin giấy phép đó, nó hoạt động á. Ngay cả về vấn đề mà thu thập tiền bạc đồ, nó phải xin cái gọi là Federal Tax ID á, chứ không phải thằng Mỹ nó quán xuyến về những cái đảng phái không phải các bạn nghĩ mơ hồ vậy đâu. Tại vì khi một cái nó có một cái hội, một cái đảng rồi bắt đầu mà nó quyên góp tiền đó, thì bắt buộc nó phải có một cái Federal Tax ID, là thằng chính phủ nó theo dõi cái đồng tiền đó nó kêu gọi từ đâu ra, ai quyên góp thế nào hay này nọ, và nó chi phí cho ai, chi phí cái gì. Hằng chính phủ liên bang nó theo dõi. Còn Việt Nam mình các bạn thấy không, quá thừa tự do dân chủ, cứ lên mạng mở kênh YouTube bắt đầu kêu gọi tập hợp cho dân chủ đa nguyên đa đảng, tào lao, đúng là ảo tưởng. Chỉ có Việt Nam thôi, tại cái bộ máy chính trị và cái đường lối lãnh đạo của nhà nước Việt Nam mình đang ở trong thời kỳ gọi là đổi mới phát triển, mình uyển chuyển để là tạo điều kiện cho người dân học hỏi và tìm hiểu về luật pháp. Nếu mà Việt Nam mà đưa vào trong cái khuôn khổ thì dân mình sao chịu nổi. Các bạn tưởng đâu là ở nước ngoài các bạn cứ muốn thành lập đảng ra đó thành lập, còn tự nhiên mình ra đó mình thành lập cái đảng giống như cái tụi chống cộng á. Tại vì cái nhóm tụi nó là cái nhóm nhỏ lẻ, cái nhóm dân tộc thiểu số, chẳng có ai để ý. Nó chỉ hoạt động chứ vấn đề mà chính trị bá dơ nửa mùa và quyên góp lừa đảo ở trong cái cộng đồng của tụi nó thôi. Thằng Mỹ kệ cha tụi bay, có chết tao đâu, tụi bay lừa với nhau tụi bay chết thôi. Rồi nó chỉ có vậy. Các bạn thấy còn ở Việt Nam mình bắt đầu mà có được những cái sức mạnh về vấn đề mà truyền thông tụ họp được những cái view mà nó cao lên, bắt đầu được người ta tung hô á, chàng ơi tăng bốc lên á. À, tôi mà giờ giống như mấy người khác tăng bốc mà đưa tôi lên chứng tầng mây mà tôi mê muội rồi, chắc bây giờ chắc tôi giờ tôi cũng có đảng của tôi rồi chắc. Mà mình sống đâu có ảo tưởng gì anh chị các bạn. Tại vì một cái khi mình nói đến vấn đề một cái tổ chức mà nó quy mô, nó đòi hỏi bản lãnh ghê gớm lắm, nó đòi hỏi một cái sự lãnh đạo của một người đứng đầu đó, về uy tín, về tài chánh, về vấn đề học vị, kiến thức, chứ đâu phải giỡn đâu. Mà bởi vậy mình suy nghĩ ra nha, khi tôi suy nghĩ vậy tôi mới nhìn lại thấy bác Hồ quá giỏi. Các bạn thấy không, bác ra đi tìm đường cứu nước, khi bác về bác kêu gọi được lòng dân cùng chung nhau thống nhất đất nước. Bác quá phải nói là một nhân tài hiếm có của dân tộc, rất là vĩ đại. Còn như tôi các bạn lên này, chúng ta chỉ mỗi người góp một ý kiến thôi, chứ như tôi bây giờ các bạn cũng chẳng có phải là chính trị gì chứ cả. Lên trên này mình chỉ thấy những cái mặt trái của xã hội, những cái mặt trái của những cái thành phần mà nó lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để nó xuyên tạc Việt Nam, rồi thành lập này thành lập nọ, tào lao vậy. Mấy cái thành phần đó các bạn cứ nghĩ cơm gọi là công danh sự nghiệp thì không có, rồi nhờ có cái truyền thông mạng thì bắt đầu ảo tưởng chính trị, ảo tưởng sức mạnh của mình, ghê gớm lắm. Mấy thằng chống cộng ở ngoài cũng vậy, lên thằng nào cũng toàn là khố gách áo ôm khôn nhà dạy chợ, mặc cái bộ đồ vest lên rồi nó dùng cái background á, cái hình ảnh phía sau giống như là tôi là một, nó giống như làm nó giống như là một cái chính trị gia hay là một kinh tế gia gì đó ghê gớm. Mà hỏi nó về vấn đề mà những cái bằng chứng mà nó nói thì không có,
Tôi nói chuyện các bạn, tôi vào trong cái Facebook của tụi Việt Tân đồ vậy, vô đó mình tranh luận với nó. Nó thấy không được bắt đầu là nó chặn, nó không cho mình nói nữa. Các bạn thấy tụi nó rao dở, những cái tụi mà nhích chị nửa mùa ở trên không gian mạng này đó, mà nó xuyên tạc Việt Nam đó. Khi mà tranh luận tụi nó mà nó không có cái bằng chứng, mình đưa ra những bằng chứng rõ ràng cho nó, thì nó rất là sợ hãi, là nó khóa mình lại. Hồi xưa tôi chơi sinh hoạt ở ngoài thao thoát cũng vậy, khi mà nó thấy thằng này nói ra thì có bằng chứng, còn nó nói nó không có mình chứng minh được là nó không cho mình nói nữa. Coi như là nó khóa cái mic mình lại, cái mic cái microphone của mình lại. À, còn không thì mình lại ngoan cố với nó nữa đó, nó gọi là ngoan cố với tụi nó, là nó đẩy mình ra khỏi diễn đàn vĩnh viễn luôn, nó block mình lại. Cái tụi mà gọi tự cho mình là dân chủ đa nguyên đa đảng, những cái tổ chức chống phá Việt Nam, tôi nói gì các bạn, toàn là bả dơ. Nó chỉ nói một chiều thôi, người nào mà theo nó tung hô nó à, nói theo nó thì chàng ơi à, là số một của nó. Còn mà nói nghịch, nói mà không theo nó đó, nghịch với nó đó là coi như là xong. Thằng Việt Tân mấy cái tôi có mấy cái Facebook vô hồi là nó khóa rồi, tại vì mình nói chuyện mình có cái bằng chứng nó rõ ràng cái sự việc, chứ không phải là mơ hồ ảo tưởng. Cái tụi mà xuyên tạc chống phá Việt Nam giống như cái thằng Sơn Tùng này cũng vậy các bạn. Cho nên rất mong cái bên an ninh, cơ quan pháp luật nhà nước cần phải, cái này là một cái thằng này nó ở trong nước, cần phải có biện pháp để giáo dục nó, cho nó hiểu rằng chính trị đâu phải là lên mạng lập kênh YouTube rồi bây giờ đòi lập đảng. Chị ơi, nghe thì mới ớn, tôi nghe tôi thấy tôi còn ớn chà đậu. Thấy mấy thằng chống cộng ở hải ngoại nó ảo tưởng bây giờ gặp thằng này có gì vậy, sao mà cái xã hội Việt Nam bây giờ có nhiều người họ ảo tưởng chính trị dã man luôn. Họ ảo tưởng đến nỗi mà nhiều lúc tôi ngồi tôi nói chỉ biết lắc đầu. Cuộc sống mưu sinh của họ thì nó bước ra ngoài xã hội thật á, cuộc sống mưu sinh của họ tôi nói chị các bạn chẳng bằng ai, ngay cả những thanh niên tuổi trẻ bây giờ ở Việt Nam mẹ ơi nó giỏi dã man luôn. Các bạn xem những cái truyền thông, những cái giới trẻ nó lên trong cái chương trình mà gọi là short tank á, các bạn thấy không, những cái chương trình gọi là đi tìm nhân tài rồi đó, chàng ơi nhiều đứa nó tiếng Anh của nó rồi tiếng ngôn ngữ quốc nước ngoài của nó, cũng như một số quốc gia mà nó học hỏi, nó giao lưu, má ơi nó giỏi gì thôi luôn đó. Nói về chuyên môn marketing, nói về những cái kỹ thuật về công nghệ cao rồi nó trình bày và nó diễn thuyết mà mình ngồi mình thấy mấy chống cộng ở hải ngoại, mấy cái tổ chức, mấy cái tụi mà dân chủ cụi rồi, mấy cái thành phần như thằng Sơn Tùng rồi không có cửa. Tôi nói chị các bạn biết, nhìn vào cái sự thật ở ngoài đời, ngay cả truyền thông Việt Nam phát sóng hàng ngày mà người ta đi tìm nhân tài rồi cho những cái công ty, cho những cái tổ chức đó, mẹ ơi nó làm ra tiền tỷ, nó giỏi ơi là giỏi, lương của nó vài trăm triệu một tháng, tới nỗi mà những cái người mà đi tìm nhân tài họ dành nhau để đặng mà làm sao lấy được cái người tài giỏi đó. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Thôi vì mình dừng like đây, tại mình thấy cái câu chuyện của cái thằng Sơn Tùng mà nó có cái kênh cái gì quên rồi ta, Việt Nam Thịnh Vượng, rồi nó đòi lập đảng Việt Nam Thịnh Vượng gì đó, sao nó đồn thứ gì mà thứ gì đâu không, đúng là nó ảo tưởng không thể nào ngờ được. Một lần nữa mình xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.